Thưa quý vị và các bạn, xác định kinh tế cửa khẩu là một trong ba trụ cột quan trọng của nền kinh tế, Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt và linh hoạt nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, việc hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu là nội dung được ưu tiên thực hiện. Trong bối cảnh hoạt động kinh tế cửa khẩu đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay, thì điều này càng trở nên quan trọng hơn. Triển khai hệ thống thông quan tự động VINAT VSIT áp dụng hiệu quả quy trình quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008, thanh toán thu nộp thuế điện tử 24/7. Đó là những gì mà Cục Hải quan Lào Cai đang triển khai nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính xuất nhập khẩu. Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hải quan, giải quyết kịp thời những vướng mắc cho các đối tượng khai báo thủ tục và nộp thuế. Đơn giản hóa các thủ tục rõ ràng và minh bạch, công khai các thủ tục, đặc biệt là thống nhất theo cái chuẩn mực quốc tế về hải quan, giải đáp các vướng mắc kịp thời cho các cái tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp. Theo phản hồi từ doanh nghiệp, cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thì việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động xuất nhập khẩu chính là lý do khiến họ chọn Lào Cai làm nơi hoạt động. Các lực lượng chức năng ở đây hết sức tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có thể là làm các thủ tục để xuất hàng đi nhanh nhất và tạo điều kiện rất tối đa cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bên cạnh dù là tạo điều kiện nhưng mà các lực lượng chức năng cũng đảm bảo hết được sức, hết là tốt những cái quy trình để có thể đảm bảo được kiểm soát được dịch bệnh rất là tốt. Lào Cai đã bắt tay vào việc triển khai đề án mở rộng khu kinh tế cửa khẩu với quy mô 16.000 hecta. Hiện tỉnh đang tập trung vào việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu, nhất là về hạ tầng giao thông, xử lý môi trường và không thể thiếu là hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Giải pháp số hóa và đồng bộ hóa toàn bộ các hoạt động tại cửa khẩu, đặc biệt là các hoạt động chuẩn bị sản xuất, hoạt động thông quan hàng hóa, tiếp nhận hàng hóa và logistics. Thì đối với lại những cái hoạt động này nếu như mà thực hiện trên cái nền tảng số và được tự động hóa, số hóa, hiện đại hóa thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu phát triển và tạo ra được cái giá trị gia tăng lớn hơn rất nhiều so với cái việc mà thực hiện truyền thống và thủ công. Lào Cai đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ nâng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu lên 10 tỷ đô la, đưa kinh tế cửa khẩu của tỉnh trở thành một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của đất nước.